Xin chào quý vị và các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phần mềm để xem camera VS Smart Home Cloud IP camera. Thì để xem được cái phần mềm xem được camera trên máy tính thì trước tiên các bạn cần phải tải cho mình cái phần VS Smart Home dành cho Windows. Các bạn sẽ tải cho mình cái này về. Nếu như bạn nào không biết tải đâu thì hãy truy cập vào trang máy tính Phạm Dũng, thì mình sẽ để cái đường link ở trên đó thì các bạn có thể tải về nhé. Các bạn tải về thì mở cái file này lên thì sẽ có một cái file VS Smart Home version 5.7.2 .me. Các bạn nhấy đúp vào đây để mở lên. Rồi nếu có thông báo gì thì các bạn cứ chọn với yes, chọn cho mình nút like. Mặc định thì nó sẽ lưu ở trong ổ C. Các bạn nhấn vào nút install. Rồi nó có nút run, các bạn có thể delete thì tự động phần mềm chạy, còn không thì bỏ dấu tích đi thì nó có chữ Philip thì nó không chạy nữa. Thì khi đó ở trên màn hình của chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là VS Smart Home này. Đấy, các bạn mở cái này lên. Các bạn chờ một chút thì nó sẽ ra như này. Ở đây mình đã đăng nhập, bây giờ mình sẽ thoát ra để hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập như thế nào. Nếu như các bạn đã có tài khoản VS Smart Home này được tạo ở trên điện thoại rồi thì các bạn sẽ nhấn cho mình có tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào đây, thì các bạn sẽ không phải làm cái bước đăng ký nữa. Còn nếu như bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn nhấn cho mình vào nút đăng ký đây. Đăng ký, gõ tên người dùng. Đấy. Ví dụ các bạn có tên máy tính Phạm Dũng chẳng hạn. Sau đó các bạn gõ mật khẩu của bạn vào đây. Đấy. Xong thứ hai các bạn gõ lại. Sau đó các bạn nhấn cho mình vào mục đăng ký. Đấy, như vậy đã đăng ký thành công, nó báo đăng ký thành công này. Và các bạn chỉ việc gõ cái tên đăng nhập vào đây là xong. Mình có ở đây. Máy tính Phạm Dũng. Mật khẩu đây. Và để lần sau các bạn không phải gõ tên đăng nhập cũng như là mật khẩu thì các bạn tích cho mình vào mục ghi nhớ mật khẩu. Nhưng lưu ý rằng nếu như ở những cái máy công cộng thì các bạn bỏ cái này đi, chúng ta đừng có tích vào đây. Còn nếu máy của bạn dùng một mình thì các bạn hãy tích vào để đỡ mất công chúng ta phải mỗi lần gõ mật khẩu và tên đăng nhập. Sau đó các bạn bấm vào nút đăng nhập vào đây. Đây chưa đúng này. Thì quá trình này đăng nhập rất là đơn giản thôi. Đấy, các bạn bấm cho mình vào nút dấu cộng này. Thì ở đây nó có một số cái lựa chọn, chọn loại thiết bị này. Camera PTZ, hệ thống camera ngoài trời này, hệ thống camera dùng thẻ nhớ này, rồi hộp đám mây. Thì ở đây chúng ta cần quan tâm đó là hệ thống camera dùng cho thẻ nhớ. Các bạn sẽ bấm vào đây. Và khi đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái ID của cái camera này. Cái ID thì các bạn hãy để ý ở phía sau của camera. Đấy. Ở đây các bạn cũng nhập cho mình cái ID ở đây. Đây chính là ID này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào bước tiếp theo. Bước tiếp theo. Và tiếp theo thì nó sẽ thông báo
lưu ý rằng là các bạn sẽ phải cắm cắm điện này, cắm dây mạng vào cái camera đó thì chúng ta mới có thể thêm thiết bị được. Sau đó các bạn sẽ nhập với mật khẩu mặc định cho camera, đó là admin. Đấy, sau đó các bạn bấm vào nút bước tiếp theo này. Và đến bước này thì nó yêu cầu chúng ta là đổi tên, đổi cái mật khẩu mặc định của camera. Thì các bạn sẽ đổi theo cái mật khẩu mới gồm có 6 ký tự và có thể gồm cả số và chữ. Cả hai dòng này các bạn có giống nhau. Sau đó các bạn bấm vào nút tiếp theo thì nó sẽ đổi mật khẩu cho các bạn. Còn nếu như các bạn không muốn đổi và muốn để nguyên mật khẩu mặc định là admin thì các bạn bấm nút số nhân này để thoát ra. Đấy. Thì khi đó nó đã thêm cho chúng ta một cái thiết bị nữa ở đây. Đấy, thêm một thiết bị. Và các bạn muốn thêm một thiết bị nữa thì các bạn lại làm tương tự, bấm dấu cộng này và thêm vào đây. Thì chúng ta có thể thêm được rất nhiều các thiết bị ở đây. Chưa nào? Đấy. Và để đặt mua cái thiết bị camera không dây hàng chính hãng thì các bạn hãy để lại số điện thoại ở dưới video hoặc có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại ở trên video hoặc là theo điện thoại Zalo là 0975 723 045 thì mình sẽ cung cấp cho các bạn hàng chính hãng. Đấy. Với chất lượng cực LED. Bây giờ chúng ta hãy mở nó để xem cái chất lượng như thế nào. Đây các bạn chỉ việc bấm vào cái hình camera chúng ta này, sau đó chọn vào nút play để xem. Đấy các bạn thấy không? Đây cái chất lượng của nó rất là LED. Đấy, nhìn màu sắc cực chuẩn luôn. Hiện tại thì ở bên mình ấy đang đang sơn lại nhà cho nên là cửa hàng nó hơi bừa bộn chút. Đấy. Và mình cũng cố gắng làm được cái video này để hướng dẫn cho một số bạn có thể tự cài ở trên máy tính được khi mua hàng qua mình. Đấy. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến một số cái vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề đây, điều chỉnh quay lên quay xuống thì các bạn để ý là bên trái có nút này là điều chỉnh sang bên tay bấm mũi tên nó sẽ tự động quay này. Đấy. Đấy, nó sẽ điều chỉnh cho chúng ta. Đấy, muốn sang đâu thì chúng ta sẽ bấm vào đấy. Muốn lên trên thì các bạn sẽ bấm lên trên. Đấy. Chất lượng hình ảnh rất là LED. Đấy. Và đây chúng ta có nút này là nút tạm dừng này và cái này để chúng ta chụp ảnh lại màn hình. Đấy, chụp lại màn hình. Chất lượng khá là đẹp. Đấy. Cái nút này để chúng ta có thể bật tắt micro này. Đấy. Đấy, còn cái nút này để chúng ta có thể điều chỉnh những cái độ mịn này, độ tương phản tức là màu sắc cho camera và có các chế độ ban đêm, ban ngày rồi tự động. Đấy. Còn nếu như trường hợp mà các bạn muốn để mặc định thì các bạn sẽ bấm một nút cài đặt lại thì nó sẽ trở về chế độ mặc định cho các bạn. Đây là cái loa để chúng ta có thể nghe được đàm thoại hai chiều này. Đấy. Còn cái nút này là để các bạn chọn cái chế độ hiển thị ở trên trên màn hình khi các bạn xem. Ở đây chế độ mình đang để là tự động. Đấy, các bạn có thể để chế độ HD hoặc là tiêu chuẩn hoặc là chế độ mượt tùy vào cái mạng của nhà các bạn. Đấy. Nếu như để chế độ cao nhất là HD thì các bạn sẽ xem được chất lượng rất là LED. Và lưu ý rằng là cái mã sản phẩm này sẽ có mình có hai loại. Một loại là V1 720p và một mã là V1X 1080p, tức là chất lượng hình ảnh của nó là full HD nha. Mình thấy giá thành thì cũng khá là rẻ. Rồi. Còn tiếp theo các bạn có thể quan tâm đến cái mục này. Cái nút này là để các bạn chỉnh sửa này. Các bạn muốn xóa thì các bạn bấm vào cái nút này và sau đó bấm vào đây. Đấy, để xóa. Tiếp theo là các bạn có thể quan tâm đến vấn đề cài đặt này.
Thì trong này có về thông tin mã hàng này, phiên bản phần mềm, ID của thiết bị vân vân, rồi mật khẩu quản lý thiết bị, các bạn có thể đổi mật khẩu, rồi mật khẩu của người xem, các bạn cũng có thể chia sẻ cho một cái người khác để người ta có thể xem thiết bị này. Đấy, mạng lưới này, chế độ không dây đấy, hoặc là cái chế độ hiện tại đang là mình đang cắm cắm internet đấy, các bạn có thể chuyển sang chế độ wifi đấy. Các bạn sẽ chọn cho mình chế độ không dây, trạng thái này chưa chọn. Đây, các bạn muốn cài đặt wifi thì các bạn sẽ bấm vào đây, chọn tên wifi của nhà bạn. Đấy. Xong chọn mật khẩu wifi mà chúng ta sẽ chuyển sang được cái chế độ wifi. Rồi, tiếp theo một số cái vấn đề khác như là cài đặt ngày giờ đây, định dạng ngày tháng này. Đấy. Tôi thẻ hiện tại thì mình chưa gắn thẻ nhớ cho nên nó sẽ không hiển thị được cái dung lượng ở trên đây. Nếu như các bạn gắn thẻ nhớ thì nó sẽ hiển thị ở trên này nha. Phần tiếp theo đó là lưu trữ thiết bị. Đấy, trạng thái này, phụ lục này, rồi ở đây báo chuyển động đây, có chuyển động ban ngày ban đêm. Đấy. Ghi hình này. Đấy, có chế độ ghi hình đây, những cái chế độ nào thì chúng ta sẽ chọn tương ứng. Vì ở đây mình chưa có gắn thẻ nhớ cho nên là sẽ không không chỉnh được cái này. Rồi, mục tiếp theo đó là mục báo động và thông báo. Thì ở đây nó có cái phần là báo động di chuyển. Là khi có vật chuyển động thì nó sẽ thông báo vào trên điện thoại hoặc trên máy tính cho các bạn. Để như các bạn là phải bật nó lên nhá. Tại mục ngày tháng này. Đấy, khung thời gian. Ở đây thì các bạn muốn ngày tháng nó chính xác thì các bạn sẽ chọn cho mình ở đâu nhỉ? Ở Việt Nam. Đó. Còn không thì các bạn để mặc định thì nó đã ra được cái thời gian. Đây, các bạn để chọn cho mình là thời gian là Bangkok nhé. Ok, áp dụng này. Đó. Một hệ thống này thì có cái phần đó là khôi phục cài đặt xuất xưởng này, rồi khởi động lại thiết bị đấy, một số cái phần đó. Rồi, mục tiếp theo đó là phần xem lại, các bạn có thể xem lại ở trên đây. Đây, các bạn bấm vào nút xem lại này thì ở cái khung này nó sẽ hiển thị ra được cái ngày này đấy, rồi tháng này, tháng các bạn chọn vào đây đấy, tháng 9 năm bao nhiêu này chọn vào đấy, sau đó là nó sẽ hiển thị ở trên này, nhưng vì ở đây là cái thẻ mình chưa gắn thẻ cho nên nó sẽ không có đây, thế chưa nào. Đấy, có những cái phần thời gian đấy. Rồi, ok, như vậy vừa mình mới hướng dẫn cho các bạn là cách cài đặt để xem camera smart home ở trên máy tính một cách đơn giản nhất. Để theo dõi những video mới nhất của kênh Máy tính Phạm Dũng thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng cái chuông để khi có video mới nha. Và nhớ theo dõi kênh của mình để mình có thể cập nhật những cái thiết bị mới nhất như bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.